một dòng hàng top end của Thái Lan, Evro Contact. Dòng này thì được cực kỳ nhiều thủ môn chuyên nghiệp tại Thái Lan sử dụng luôn. Cặp bến tại Việt Nam chỉ có 50 đôi thôi, số lượng có hạn. Anh em nào xem xong clip này muốn sở hữu thì nhanh cái tay lên nhá, không là hết đấy. Tay quấn của tay của con này là dạng hai vòng và tháo rời anh em nhé, đây này. Anh em có thích cái dạng thiết kế của cái túi con này không? Nó tương tự như con chiến binh ấy. Phiên bản này thì có hai màu anh em nhé, trắng và đen. Đôi mình sở hữu là đôi màu trắng, đúng đôi mình thích luôn. Phần đấm bóng thì sử dụng chất liệu silicone. Phần backhand được làm bằng chất liệu vải có lỗ thoáng khí, nhưng mà mình đánh giá nó vẫn hơi bí đấy anh em nhé. Con này thì là dòng xương bốn ngón có thể tháo rời linh hoạt. Đấy, cái lỗ tháo xương nó cũng cực kỳ dễ luôn. Nhưng mình đánh giá kiểu cái phần này nó khâu hơi thiếu thẩm mỹ một tí ấy. Kiểu hãng nó làm chỉnh chu hơn một tí với một đôi găng cao cấp thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Như mình đã nói ở đầu video thì đai quấn cổ tay của con này dạng hai vòng mà có thể tháo rời linh hoạt. Và đây là phần thanh chống chảy của đôi này, được kéo dài hết đến phần cổ tay luôn và được làm bằng chất liệu latex. Cái phần thanh chống chảy mà người ta thiết kế dài như thế này và làm bằng chất liệu latex ấy, để khi mà anh em không muốn dùng dây quấn cổ tay thì cái phần này nó sẽ hỗ trợ anh em ném bóng tốt hơn. Sử dụng mặt mút Contact Pro cho độ dính cao và độ bền ổn anh em nhé, rất là phù hợp chơi sân cỏ nhân tạo tại Việt Nam luôn. Con tay của con này là form chuẩn kiểu ngón negative nên cho đầu ngón tay cảm giác rất là ôm luôn. Cái phần cổ tay của con này thuộc dạng dài và ôm rồi nên anh em không cần dùng dây quấn cổ tay vẫn chơi được anh em nhé. Sử dụng backhand có silicone và được trang bị mút Contact nên nó sẽ cho cảm giác hơi cứng anh em nhé. Nhưng bù lại anh em nào thích sự an toàn thì con này cực kỳ phù hợp. Nó tương tự như con chiến binh của GKVN đấy nhưng mà nó sẽ thoáng hơn một chút. 950 cảnh thì sở hữu em này. Anh em nào muốn mua có thể ghé vào đây để tham khảo nhé. Và mình cảm thấy con này ngon.